Thì đây là một trong những cái dòng vitamin giúp bảo vệ sức khỏe rất là ok, đang rất được coi như là trên cái trang Amazon nó rất được ưa chuộng cái nhãn hàng này. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với clip review tiếp theo của The Supplement. Thì trên đây, trên bàn đó là combo vitamin cho nam và nữ mới về. Rất còn còn đang nóng bỏng tay luôn và Joseph sẽ lên clip review ngay sau đây cho các bạn. Rồi, vitamin daily cho nam và nữ đến từ hãng 21 Century của Hoa Kỳ. Thì đây là một trong những cái dòng vitamin giúp bảo vệ sức khỏe rất là ok, đang rất được coi như là trên cái trang Amazon nó rất được ưa chuộng cái nhãn hàng này. Thì nói sơ qua về cái One Daily này thì có nghĩa là mỗi ngày một viên để bổ sung tất cả những cái vi chất thiết yếu cho cơ thể, ví dụ như là vitamin A, C, D, E, rồi những cái khoáng chất như là magnesium, kẽm, rồi calcium đó, bổ sung mỗi ngày cho những cái đối tượng là muốn bảo vệ và nâng cao sức khỏe, rồi ăn uống thiếu thiếu hụt trong ngày, rồi muốn bổ sung cho vấn đề tập thể dục thể thao nữa. Thì đây là một trong những cái sản phẩm vô cùng thiết yếu. Thì đợt này Joseph về hàng á, là có thêm loại dành cho nữ nữa. Thì mình sẽ tiến hành so sánh nhanh cái sự khác biệt giữa nam và nữ của cái sản phẩm này. Thì thoạt nhìn sơ qua hai cái phát á, thì nó không có gì khác biệt. Thì đơn giản thôi là nam cái chất nó sẽ nhiều cái số lượng hơn, nhiều cái hàm lượng hơn nữ. Nhưng mà có một vài cái điểm khác biệt giữa hai cái mà nữ nhiều hơn nam, đó là hàm lượng vitamin C nữ nhiều hơn, tại vì nữ nó muốn nữ người ta muốn bảo vệ coi như là nhan sắc á, nhiều hơn, cho nên là hãng đã tâm lý bổ sung hàm lượng vitamin C nhiều hơn nè. Rồi cái biotin là một trong những cái chất giúp cho tóc chắc khỏe, thì hãng cũng đã thêm nhiều hơn cho nữ. Rồi kế tới nữa là coi như là vitamin B, các loại vitamin nhóm B thì nam lại nhiều hơn, tại vì nam là cái nhóm giới tính hoạt động nặng hơn nữ, hoạt động cả về công việc lẫn coi như là thể chất luôn, thì cho nên là hãng nó bổ sung cái này nhiều hơn. Còn ngoài ra thì những cái khoáng chất cần thiết là cả nữ và nam cũng đều có, mà nam nhỉnh hơn một tí là ok, là chỉ chứ gì thôi. Rồi còn ngoài hai cái loại này ra thì do súp còn về thêm một cái loại gọi là Mega Multi For Men. Thì cái loại này là cực kỳ hardcore, nhìn cái bảng thành phần của nó dài như gì là biết rồi. Cái loại này đặc biệt phù hợp cho những cái nhóm đối tượng là vận động viên, những người hoạt động thể dục thể chất nặng, và hoặc là những người lao động chân tay nặng muốn bổ sung những cái vi chất thiết yếu cho cơ thể, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn tối ưu nhất trong cái thời điểm này. Rồi trên đây là sơ nét về ba loại vitamin mới về hàng nóng hổi của Joseph. Thì nếu như các bạn muốn đặt hàng thì hãy ghé ngay qua các chi nhánh của shop, hoặc tiến hành đặt hàng online trên fanpage Facebook là Joseph, hoặc đặt hàng trên trang web joseph.vn. Rồi nếu như các bạn thấy hay thì hãy bấm like và subscribe. Nếu thấy chưa hay thì hãy để lại bình luận của mình bên dưới phần comment để Joseph có thể rút kinh nghiệm phục vụ các bạn tốt hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.